Mẹ cũng đã ra một quyết định vô cùng khó khăn. Con sẽ phải kết hôn với Rania. Rania, chị dâu con. Mối tình tay ba phức tạp. Ngày mai sẽ có nhiều quan khách tới dự. Con nhất định phải có mặt. Bình tĩnh lại đi Rania. Cuộc đời sau này của con vẫn còn ở phía trước. Con đừng cứ mãi đắm chìm trong trầm cảm đau khổ như vậy nữa. Khó khăn lựa chọn. Sau khi anh trai pha hành của con qua đời, việc gánh vác quản lý tiểu bang và thiên kiếm ở đây sẽ giao lại cho con. Không thể vượt qua. Nghĩ kỹ để đưa ra quyết định, mà nó có lợi cho cậu, có lợi cho tôi. Con không thể nào chấp nhận được quyết định của mẹ đâu. Con đừng chọc tức mẹ. Hai chúng ta không còn cách nào khác hết ngoài việc tự đăng ký. Xem Vương quốc trái tim phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày, phát lại lúc 23 giờ cùng ngày, bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 năm 2024 trên kênh On Info.